Đó, thấy không, gặp mặt cái là kêu ngày đó hả? Anh qua đây chi sớm vậy anh? À nè 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 nè, lên đây lên nói cho anh nghe nè. Anh đẩy chiếc xuồng lên bãi giùm em chút coi. Ờ nè, đẩy lên đi đó. Thề ý trời đất ơi, em hái bông súng chi mà nhiều dữ vậy? Còn hỏi nữa thì cũng nhờ sáng nào em cũng đem bông súng ra chợ ba. Đâu có làm gì điều chi sai quấy, được sự đồng ý của cha mẹ thì trước thiên sao cũng là vợ chồng. Thôi anh bỏ qua chuyện đó đi, anh nghe em hỏi đi nè. Vậy anh qua đây giờ này có việc gì vậy? Em mà anh qua đây là để thưa tía má em một việc. Anh vừa coi cái ngày đám cưới của hai ta người đó, 24 tháng 5 ngày tý giờ thìn, xin cho qua nhà để đâu có được nè. Tháng 9 tháng 10 em mắc lo trồng dưa. Vậy thì tháng nào bây giờ? Tháng nào cũng không chịu hết á. Không lẽ rồi bây giờ người ta đi cưới vợ mùng 1 Tết. Mùng 1 Tết? Ai mà cưới vợ? Cái anh này nói nghe kỳ ghê à. Thôi mà em Tám, em Tám ơi, sao em cứ hẹn lần hẹn lửa, rắc rối làm gì khi mình đã thương nhau. Huống chi cha mẹ đã nhận lễ chầu cao, thì sớm hay muộn cũng là chồng là vợ. Anh còn nhớ mãi một sáng tinh sương, anh gặp em hai bông súng bên cánh đồng dân về. Anh đã bảo giảng cầm tay em dịu dàng báo nhỏ rằng hai đứa ta có duyên có nợ, vì hương lửa ba sinh đã gắn bó sợi tơ hồng. Sao vừa chinh cái nằm ngán thương em từ thờ mẹ mang trong lòng, mang trong lòng tình yêu nhỏ rồi trưởng thành theo bóng thời gian. Em ơi, đã mấy lần xuân lại hè sang, hoa giông nở rộ đầu làng. Cứ mỗi lần chim tu hú kêu vang, anh lại đón mừng xuân để đợi ngày làm đám. Chuyện gì thủng thẳng
không có nhớ lời người xưa. Người ta để lại rồi đó. Sao? Người ta nói vậy nè. Nói giờ thì cưới liền bay, chớ để lâu ngày có kẻ dèm pha. Anh mong duyên nợ đôi ta được mau thành tụ cho mẹ cha vui lòng. Ta sống bên nhau với gánh nghĩa vợ chồng. Em ơi đêm nào anh nằm anh ngủ đó, anh thấy còn là mộng mị không mà. Nhưng tỉnh giấc rồi anh vẫn chằn chọc thâu canh. Nhớ miệng em cười, nhớ mắt em xinh, nhớ đôi má ửng hồng như cháy chinh. Nhớ đánh mây đỏ qua hồng xuân, em đã tươi cười để ai tặng người. Anh nói anh yêu em, anh nhớ em lắm hả? Chứ sao? Thương em, nhớ em mà còn nói chuyện với người khác. Anh trả lời đi. Trời đất ơi, ai mà nói cái điều quá chùa phá miếu vậy kìa. Anh nói chuyện với ai, hồi nào? Em nói anh tức quá. Đây nè, anh thề liền bây giờ. Thề thiệt là đọc, anh thề liền bây giờ nè. Thề bây giờ. Anh thề thiệt không? Thiệt mà, em muốn anh thề cái giống gì anh cũng thề hết á. Thề, nè, hồi tối 14 đó, ai đến nói chuyện với con gái của ông xã Keo ở trước cổng đình? Trời đất ơi, ai mà, à, cái đó có. Vậy mà còn chối. Nhưng mà, anh nói cho em nghe, tại cái bữa đó ha, nó có cái việc mà anh đi dưới chợ á, đi ngang đình, tình cờ gặp cổ, chứ ai mà. Tình cờ, rồi sáng hôm kia kìa, ai nói chuyện với cháu gái của bà Tám Chuột ngoài bến xe lam? Trời đất ơi. Cái đó có. À, anh nói cho em nghe cái này nè. Thì cổ kêu lại, cổ hỏi thăm này nọ nọ kia, không lẽ rồi. Thôi anh ơi, tôi biết mà, tôi biết lòng dạ của anh quá mà. Trời ơi, lòng dạ của anh nó độc lắm. Lòng dạ của tôi sao độc? Không biết, nè. Nếu anh còn cãi tôi thì kể từ đây tôi nhất định rồi. Nhất định cái gì hả? Tôi không thèm anh đâu, tôi ở giá cho tôi chết anh coi. Nè, nếu em ở giá tôi cũng không thèm cưới ai hết. Thiệt không? Tôi ở vậy hoài như vậy đó, nó có vừa lòng em chưa? Nếu anh nói anh thương tôi, sao anh còn đem tình yêu ra chia năm xẻ bày cho tôi phải khổ đau trong tháng đời năm chờ? Anh gắng gắng làm gì một cô gái dây khờ. Tôi thương anh nên mới nhận của anh lệ hoài, và đợi ngày duyên nợ thành đôi. Tôi muốn anh phải là người của riêng tôi, không có ai có quyền cướp giật, cũng như không có ai có quyền ngăn cản. Tôi không muốn anh như con ong con bướm bay nhở nhơ trên mây cánh quá tình. Trời ơi, em nói chuyện một hồi rồi sao anh nghe cũng giống như là em ghen vậy đó. Nè, bộ em ghen với mấy cô đó hả? Tôi ghen đó. Ai đi kiện đi, tôi đi hầu. Trời đất quỷ thần ơi. Thôi, anh đừng có làm bộ kêu trời kêu đất. Để mong thỏa lắm những việc làm của anh. Tôi đâu có quyền giao thiệp như anh. Được quen biết với cô này cô khác, họ dư giả nhiều tiền lắm bạc, họ sang vào điểm vắng tu son. Còn cái thân tôi thì sớm nắng chiều mưa, năm tháng
còn lạ gì đâu. Tôi đã nói là tôi thề để cho em tin, mà em cứ nói vậy hoài à. Biết phải làm sao bây giờ đây? Thôi. Ủa gì vậy? Gì à? Cái gì vậy? Người ta chưa nói hết câu mà về cái gì? Anh Tư, em Tám. Dạ. Em có nghe gì không? Anh kỳ quá à. Em à, tiếng pháo nổ vang gần thôn xóm như mừng ngày hạnh phúc của đôi ta. Dưới bến thuyền ba chiếc ghe lừng kết tuổi thiêu hoa, đang gồm ghìa đón chào cô dâu mới. Anh ơi! Hả? Em nghe lầm sao xuyến giữa ngày trong đài, mặc áo hồng đi quỳ lại gia tiên. Và sau khi làm lễ tơ hồng, rồi đây chiếc thuyền qua sẽ rước em cất bước sang ngang xuôi về bến mộng và đưa đôi ta trên lưỡng sông ông tình. Gần bờ trăm năm duyên nợ của đôi mình, lát nữa đây thuyền đám cưới chiều ngang rạch cùng một vùng nước biết trời xanh. Em hãy bước ra mũi thuyền đứng cạnh bên anh, nhìn qua bóng súng tươi cười chức vô. Qua đồng nội tưng bừng hớn hở, cũng như qua tình yêu nở rõ giữa tim mình. Đừng sợ tôi.